Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 87. Chương 861, Mật ngữ thông quan, 1. Bất thực ngưu chính là đồ tử đồ tôn của vị đại lương hiền sư kia để lại. Đối với người chuyển sinh mà nói, thì bọn họ lại có chút hiếu kỳ cùng thân cận. Bị bỏ lại ở đây, trong lòng của Hồ Ma cũng cảm thấy cổ quái, lại âm thầm nghĩ, nhưng lại không thể không thừa nhận. Đối với cư dân bản địa của thế giới này mà nói, người chuyển sinh thực chất là một đám người có quan hệ mật thiết với tà ma, là dị loại tà môn nhất. Bọn họ nói năng hành động, đều lộ ra một cỗ tà khí, tiếp xúc nhiều, liền không tránh khỏi xảy ra chuyện. Ta là ở lại xem thêm, hay là trực tiếp rời đi? Ta là thủ tuế nhân, nếu một lòng muốn đi, trừ phi tôn lão gia tử và thang đàn chủ một lòng nhìn chằm chằm ta, nếu không thì cũng không ngăn được ta. Trong lòng đã quyết định, liền cũng không vội, chỉ là âm thầm suy nghĩ, dường như nơi này là chỗ ở của nàng. Cũng là nơi pháp đàn của nhất tiễn giáo bọn họ, chẳng lẽ không sợ mình lấy trộm thứ gì đó rồi chạy mất sao? Ngoài ra lại cho mình xem bức tranh này, lại càng khó hiểu, mình không xem thì có thể có chuyện gì. Trừ phi, nàng đã xác định tai họa bên trong công pháp này rất lớn, không sợ mình thoát thân. Nhưng công pháp này, mình cũng chỉ là vừa mới nhập môn, tu luyện không sâu, chỉ là một ngụm âm khí bồi bổ thần hồn mà thôi. Nếu mình dừng lại, vậy thì cũng bị đứt đoạn, tai họa kia cũng không uy hiếp được mình. Hơn nữa, cho dù mình luyến tiếc công pháp này, liền trả lại thư quyển cho nàng ta là được, chỉ là âm thầm ghi nhớ pháp môn này, đợi đến khi rời đi. Tìm cao thủ đáng tin cậy trong người chuyển sinh, giúp đỡ nghiên cứu một chút, chẳng lẽ còn không nhìn ra được tai họa ẩn sâu trong công pháp này sao? Bất thực ngưu cũng không thể tự tin như vậy, cho rằng tai họa mình chôn giấu, người ngoài ai cũng không nhìn ra được. Về phần bức tranh này, Hồ Ma ngưng thần tĩnh khí, nhìn thoáng qua, cũng biết rất nhiều tà pháp có thể giấu trong tranh, khiến người ta phòng không kịp đề phòng. Nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng thu hồi ánh mắt bất cứ lúc nào, cũng chỉ là nhanh chóng liếc nhìn, thị lực của thủ tuế nhân rất tốt, lại cũng đã thu hết bút mực trên bức tranh này vào trong mắt. Nhìn thấy quả thực chỉ là một bóng lưng già nua, đang bái tế một ngọn núi, nhìn thì ngọn núi kia rất cao. Nhưng góc nhìn dù sao cũng là từ phía sau lão nhân nhìn lại, cho nên bóng lưng này chiếm tỷ lệ rất lớn, lại cũng che khuất phần lớn nội dung trong tranh. Nữ nhân này muốn ta vào quỷ động tử nhìn một cái, nhưng trên bức tranh này chỗ nào có quỷ động. Bất quá nội dung trên tranh không có gì đặc biệt, nhưng một hàng chữ nhỏ dày đặc bên cạnh lại khiến Hồ Ma chú ý đến: Trảm mãnh hổ, hàng giao long. Liên tiếp xông qua ba đạo quỷ môn quan, đăng lâm 12 thoát cốt dài. Tham đắc mệnh tính ngộ chân nghĩa, thủy trí tạo hóa thần môn đài. Phàm người hữu, duyên, chân linh nhập họa, tham bái thần đồ mệnh tính đều tốt, có thể liệt vào danh sách môn đồ bất thực ngưu của ta. Khá lắm. Hồ Ma hiểu ra, bức tranh này thực chất là một khảo nghiệm. Lại có chút không hiểu, mình đã từ chối bái sư, nữ nhân này tại sao lại lấy bức tranh này ra, nhưng nghĩ đến lai lịch của bất thực ngưu. Trong lòng lại cũng có chút tò mò, hiểu thêm một chút về bất thực ngưu này, cũng có thể hiểu thêm một chút về vị đại hiền lương sư kia phải không? Lại cũng bởi vậy, trong lòng tuy lưu ý, lại cũng không vội rời đi, muốn xem có thể nắm bắt thêm một chút thông tin nào hay không, nhưng càng xem bức tranh này, lại càng hồ đồ. Nàng ta nói có động, lại nói có thần đài, nhưng ở đâu? Trên bức tranh này rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng cũng ngay khi Hồ Ma đang suy nghĩ, lại đột nhiên nhìn thấy, nội dung trên bức tranh kia đang có chút mơ hồ, như thể ánh mắt của người ta hơi mất tiêu cự. Có một số nội dung ẩn giấu trong tranh, khi nhìn kỹ, lại không nhìn rõ, mắt mất tiêu cự lại xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Bởi vì hắn dùng ánh mắt liếc nhìn tranh, để tránh bị trúng chiêu, lại dường như nhìn thấy lão nhân trên tranh động đậy. Sau đó, hắn di chuyển sang bên cạnh, lập tức lộ ra nhiều nội dung hơn trong tranh, vốn là một bóng lưng trên tranh, đang bái tế một ngọn núi. Hiện giờ bóng người bái tế núi này, di chuyển sang bên cạnh nhường đường, lại lộ ra một cánh cửa đen ngòm, từ phía dưới tranh cuộn, một con đường nhỏ quanh co, một đường đi lên, trực tiếp thông vào trong động kia. Còn có thể như vậy, Hồ Ma lại nhất thời tò mò, trong lòng vẫn cảnh giác,
chỉ là nheo mắt lại, cẩn thận nhìn nội dung hiện ra trong bức tranh này. Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, trời tờ mờ sáng, chính là lúc bình minh, trời đất đều đen kịt tĩnh mịch, trong phòng này cũng thắp hai ngọn đèn dầu trái phải. Ánh sáng mờ ảo, lại đóng cửa, ánh sáng của đèn lồng treo bên ngoài cây không chiếu vào được, càng giống như một thế giới khép kín. Chương 862, Mật ngữ thông quan, 2. Đó chỉ là một bức tranh, nhưng nhìn kỹ, lại khác biệt, dường như bên trong có càn khôn, cực kỳ thâm thúy. Bên trong lại dường như có một sức hút khó tả, muốn khiến người ta chui vào trong bức tranh này. Không phải ảo giác, là thật sự có thể đi vào trong tranh. Trong lòng của Hồ Ma rất nhanh liền đã hiểu rõ, chỉ là không phải bản thân đi vào, mà là thần hồn bay vào trong tranh. Thủ Tuế Nhân lúc nhập phủ, liền đã dùng âm khí tẩy rửa thần hồn, có bản lĩnh thoát xác. Thực chất giống như lúc trước Ngũ Sát Thần đến Minh Châu quấy rối, Sơn Quân dẫn thần hồn của mình du ngoạn Lão Âm Sơn vào ban đêm. Chỉ là, lúc đó thần hồn của mình là bị Sơn Quân gọi đi, lại được ông ta che chở, mới có thể một ngày đi khắp 800 dặm Lão Âm Sơn, hiện giờ mình lại có bản lĩnh tự mình thoát xác. Nhưng có thì có, Hồ Ma còn chưa luyện qua. Thoát xác như vậy cực kỳ nguy hiểm, vạn nhất thần hồn nhập họa, bên trong lại có điều kỳ quái gì đó, cắt đứt đường lui của mình, không thể trở về thân xác, vậy phải làm sao? Bất quá trong lòng cảnh giác, nhưng lại hiểu rõ sự thần kỳ của bức tranh này, chỉ cần không dùng thần hồn nhập họa, vậy thì đương nhiên sẽ không sao. Lại cũng hơi to gan một chút, từng chút xem xét những thứ thần kỳ trong bức tranh này, dần dần, từng cây cối, từng ngọn cỏ bên trong, đều phản chiếu vào trong mắt. Chính là lão nhân này đã nhường đường, nội dung trên tranh vẫn đơn giản, chỉ mơ hồ nhìn thấy có mãnh hổ, có giao long, có ba cửa ải, dựng trên đường nhỏ, lại có 10 bậc thang siêu siêu vẹo vẹo, trực tiếp thông vào trong động ở cuối con đường. Chỉ là xem tranh, vẫn không nhìn ra được điểm đặc biệt nào. Nhưng ánh mắt từ trên xuống dưới, chậm rãi quét qua, đợi đến khi nhìn lại bóng lưng lão nhân đã nhường đường kia, trong lòng của Hồ Ma lại đột nhiên giật mình, sắc mặt cả người đều có chút kỳ quái. Cũng vào lúc này, Diệu Thiện Tiên Cô đã cùng Bạch Phiến Tử và hai vị Pháp Vương rời khỏi tòa nhà, đến khách điếm mà Tôn Lão Gia Tử đã chiêu đãi lúc trước. Hiện giờ trời sắp sáng, nhưng nơi này lại đã chật kín người, hơn nữa trên mặt đều mang theo vẻ kinh hoàng. Bên cạnh từng thi thể được đặt ở đó, còn chưa nhập quan, còn có rất nhiều thi thể, chỉ còn lại mảnh vỡ, chỉ có thể chất đống một chỗ, nhìn rất âm trầm kiềm chế. Mọi người nhìn thấy Diệu Thiện Tiên Cô đến, trong lòng hơi phấn chấn, nhao nhao đi đến, đang không biết có bao nhiêu lời muốn nói. Lão toán bản trong đám người lại chui ra trước, cười nịnh nọt, chắp tay chào Diệu Thiện Tiên Cô, giáo chủ, tiểu quản sự nhà chúng ta đâu. Giáo chủ Minh Giám, trong trấn có yêu thi quấy phá, vừa rồi chính là tiểu quản sự nhà chúng ta đã ra sức, mọi người đều muốn cảm ơn hắn một phen. Để hắn đến đây, gặp mặt một chút, mọi người cũng yên tâm phải không? Diệu Thiện Tiên Cô lại sững sờ, trừng mắt nhìn lão toán bàn này một cái, hiện giờ nàng đang tâm phiền ý loạn, là lúc không muốn nhắc đến Hồ Ma nhất, vậy mà lão già này vừa gặp mặt liền nhắc đến. Mấu chốt là, nhìn những người xung quanh, cũng đều theo đó nhìn về phía mình, dường như chuyện tiểu quản sự kia đánh đuổi yêu thi đã lan truyền. Ngay cả Tôn Lão Gia Tử và Thang Đàn Chủ cũng quan tâm đến tung tích của hắn. Ta lại không muốn hại hắn, từng người lo lắng cái gì. Diệu Thiện Tiên Cô trong lòng hừ lạnh một tiếng, liền nói, ta đã cho hắn một phần tạo hóa lớn, nhưng có thể có được hay không, còn phải xem bản lĩnh của hắn. Nhưng trong lòng lại ẩn ẩn lo lắng sẽ có phiền phức gì đó, bức tranh kia trực tiếp thông đến quỷ động, là khảo nghiệm nhập môn của môn đồ Bất Thực Ngưu chúng ta. Chỉ khi không nắm chắc người này có đáng tin cậy hay không, mới dùng để thử thách người ta. Để hắn đi xem, cũng không còn cách nào. Phàm là môn đồ Bất Thực Ngưu chúng ta, nếu thử tu luyện Đại Uy Thiên Công tướng quân ấn kia, nhưng tu luyện đến một nửa, cảm thấy không chịu nổi. Trước khi đại nạn sắp đến, liền đi vào trong bức tranh này, tẩy đi toàn bộ bản lĩnh, tuy rằng tu vi giảm xuống, nhưng dù sao cũng có thể bảo toàn mạng sống. Tiểu quản sự này không chịu bái nhập môn hạ Bất Thực Ngưu, sớm muộn gì công pháp kia cũng sẽ hại chết hắn, để hắn đi vào trong tranh, tuy rằng đạo hạnh bị tổn hại, nhưng dù sao cũng có thể sống sót. Chỉ là, như vậy, sau này giải thích cũng phiền phức, nói không chừng những người khác đều sẽ cho rằng là Nhất Tiễn giáo ta cố ý hại hắn. Chết tiệt, còn không bằng không nhắc nhở,
để hắn chết một cách lặng lẽ thì tốt hơn. Càng nghĩ về chuyện này, lại càng khiến người ta khó xử. Lúc trước đơn giản, chỉ là vì đoạt pháp, thậm chí ép đến cùng, giết người cũng không sao. Nhưng hiện giờ, thứ nhất là tiểu quản sự này vừa rồi lúc đối phó với yêu thi đã ra sức, cứ thế giết người, trong lòng khó tránh khỏi áy náy. Thứ hai, bản thân cũng không muốn giết hắn nữa. Đương nhiên, nếu hắn thật sự cố chấp như vậy, không chịu xem tranh, trực tiếp rời đi, đối với mình mà nói, cũng là một chuyện cực kỳ tốt, ngược lại đỡ phải lo lắng. Nhưng sự việc đã trở nên phức tạp, cũng chỉ có thể giải quyết từng chuyện một. Diệu Thiện Tiên Cô trong lòng lại cũng không khỏi lóe lên một tia khả năng hắn có thể học được Đại Uy Thiên Công Tướng Quân Ấn. Lại cũng là duyên phận, nếu cũng thật sự lĩnh ngộ được bức tranh này, vậy chẳng phải là người được định mệnh lựa chọn. Chỉ tiếc, không thể nào. Cũng vào lúc này, trong sảnh tòa nhà, Hồ Ma vốn dĩ đoán bức tranh này nếu là truyền từ Bất Thực Ngưu, liền có khả năng có liên quan đến người chuyển sinh, lại khi nhìn thấy một vật ở góc bức tranh này, đột nhiên, liền xác định. Đó là lão nhân trong tranh, sau khi nhường đường, một tờ giấy rơi xuống từ trên người, trên đó có chữ. Đây là một trong 36 động còn sót lại từ Đại Tế Thượng Kinh năm đó, trực tiếp thông đến U Phủ, huyền diệu phi thường. Ta luyện tranh thành bảo, lưu lại mật đạo, chia làm 7, người nhập họa cần chứng minh dũng vũ, trải qua 3 cửa ải 12 kiếp nạn mới có thể nhìn thấy chân linh. Người hữu duyên nhìn thấy, mật ngữ thông quan. Mật ngữ. Hồ Ma trong lòng đã hơi kích động, đối với việc xem tranh vượt quan, hắn không có hứng thú, nhưng nếu có sẵn, lại không ngại. Vội vàng nhìn về phía những đường nét kỳ quái trên tờ giấy, chỉ thấy những đường nét uốn lượn kia, nằm ở phía dưới, mơ hồ nhìn kỹ, lại giống như tiếng Anh. Nguy rồi, Hồ Ma trong lòng không khỏi giật mình, nếu là người chuyển sinh khác, dùng tiếng Anh để lại thông tin, quả thực là bảo mật. Nhưng mình lại không thành thạo lắm, mà hắn vừa lo lắng, vừa cẩn thận nhìn kỹ, lại đột nhiên yên tâm, không phải tiếng Anh, là ghép vần. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện, sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 863, người một nhà đi cửa sau, 1. Dùng ghép vần để lại mật ngữ, có thể thấy vị lão ca này, trình độ văn hóa kiếp trước cũng không cao lắm. Trong lòng của Hồ Ma lập tức cảm thấy thân thiết, nheo mắt lại, cẩn thận phân biệt một lúc, từ từ đọc ra ý nghĩa trong đó. Ta thiết lập long hổ cản đường, nhằm khảo nghiệm dũng mãnh, ba quan vấn tâm, thập nhị giai luyện hồn, để phòng đạo thống bị thất truyền. Người một nhà, đừng dài dòng, trực tiếp đi vào. Hay lắm, thứ người một nhà để lại, quả nhiên vẫn có chút tiện lợi. Hồ Ma cẩn thận xem xét vài lần, trong lòng liền nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng, trong hai lựa chọn đi vào và không đi vào, rất nhanh cán cân nghiêng về một bên, đương nhiên vẫn là phải đi vào. Biết được chỗ nào có người chuyển sinh, đều không nhịn được muốn tiếp xúc một chút, huống chi. Bất Thực Ngưu vốn dĩ đại diện cho đồ tử đồ tôn của người chuyển sinh lợi hại nhất thời xưa để lại, ai biết bên trong lại ẩn giấu bí mật gì. Trước đó sau khi biết được chuyện của Trấn Túy Phủ, Hồ Ma vẫn luôn muốn tìm hiểu một chút về người chuyển sinh đời trước, hiện giờ sao có thể bỏ qua cơ hội này. Nhưng cho dù muốn đi vào, cũng phải cẩn thận hơn, vì vậy Hồ Ma cũng hít sâu một hơi, trước tiên lấy ra 3 nén hương từ ống trúc mang theo bên người. Đốt lên, không bao lâu, liền nhìn thấy bên ngoài âm phong khẽ động, tiểu hồng đường bò vào từ cửa sổ. Cây đại thụ trong sân, cành lá vươn ra, tựa như con rắn đang trườn tới, run rẩy một chút, nhưng cũng không làm gì, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, vẫn chỉ yên lặng đứng ở đó. Ta muốn đi làm một chuyện lớn, tiểu hồng đường, ngươi trông chừng ta, một khi có vấn đề, lập tức gọi ta tỉnh lại. Hồ Ma cẩn thận dặn dò, nhét một viên huyết thực hoàn to tròn vào tay tiểu hồng đường, sau đó lại lấy ra vài thứ từ trong giỏ nhỏ của nàng, bố trí trong sảnh này một phen. Hắn cần phải dựng lên một pháp đàn trước, cho dù là pháp đàn đơn giản một chút, cũng phải bố trí xung quanh mình, để tránh xảy ra bất trắc. Muốn đi vào bức tranh này, cũng phải cân nhắc đến khả năng xảy ra bất trắc, cho dù bức tranh này là do người chuyển sinh để lại. Lòng phòng người cơ bản nhất vẫn phải có, cho nên, phải đảm bảo vạn nhất xảy ra chuyện bất ngờ, pháp đàn này có thể kịp thời để thần hồn của mình trở về. Mà dặn dò tiểu hồng đường lại là một sự bố trí khác. Mình là thủ tuế nhân, thần hồn cho dù nửa thoát xác, cũng có liên hệ chặt chẽ với thân thể. Nếu thần hồn xảy ra bất trắc, tiểu hồng đường nhắc nhở một chút, giật mình một cái,
người liền trực tiếp trở về. Giống như lúc trước trong giấc mơ, cùng Sơn Quân du ngoạn Lão Âm Sơn ban đêm, lúc đó, nếu thân thể của mình đột nhiên bị kinh động, liền sẽ giống như đang nằm mơ, lập tức tỉnh lại, trở về trong trang trại. Hồ Ma ca ca yên tâm. Tiểu Hồng Đường liên tục gật đầu nhỏ, dùng sức hà hơi vào tay nhỏ của mình, còn xoa xoa mạnh, thái độ rất tích cực. Hồ Ma tán thưởng xoa đầu Tiểu Hồng Đường, lúc này mới cuối cùng yên tâm. Ngồi lại trước tranh, lần này lại không do dự nữa, mà là nghiêm túc xem tranh, ngưng thần tụ khí, lại càng nhìn, bức tranh này lại dường như càng lúc càng lớn, chiếm hết tầm nhìn. Mà càng nhìn kỹ, liền càng cảm thấy bên trong u ám quỷ dị, như thể thần hồn sắp không kiểm soát được, trực tiếp bay vào trong động này. Nơi này cũng là một trong 36 động, vậy chẳng phải là cùng một loại với quỷ động mà quỷ động Tử Lý Gia đang trấn thủ hay sao? Chỉ là quỷ động mà nhà quỷ động Tử Lý Gia trấn thủ là một quỷ động thực sự, còn cái này lại được phong ấn vào trong tranh. Mà trước khi chính thức nhập họa, Hồ Ma cũng âm thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ người chuyển sinh để lại bức tranh này, bản lĩnh còn lớn hơn động Tử Lý Gia? Không đúng, cũng không phải là luyện quỷ động vào trong tranh, chỉ là bức tranh này được luyện thành một mật đạo. Hiện giờ mình tuy rằng đã nhập phủ, nhưng đối với những thủ đoạn thần bí khó lường này, vẫn còn lòng kính sợ. Từ từ thở ra, cho đến khi tâm thần bình tĩnh, lúc này mới tâm niệm vừa động, thần hồn thoát xác. U Nhiên Nhiên, tĩnh lặng, như thể bức tranh này càng lúc càng lớn, cuối cùng nuốt chửng cả mình vào, lại như thể mình bay lên, đi vào trong bức tranh này. Sau một khắc mất trọng lực, ngay sau đó liền cảm thấy thân hình nhẹ nhàng, cảnh vật xung quanh biến ảo, đợi đến khi nhìn rõ nơi mình đang ở. Đột nhiên liền phát hiện, mình đang ở trên một ngọn núi, trước mặt là một con đường đá bậc thang nhỏ quanh co uốn lượn, từ dưới chân, dần dần thông lên núi. Ngẩng đầu nhìn, mơ hồ nhìn thấy, sâu trong con đường nhỏ có mây mù che phủ, có một hang động thần bí. Mà quay đầu lại, lại thấy phía sau cũng là vùng hoang dã vô biên, khí thế hùng vĩ, không thấy con đường lúc đến. Mà bên cạnh mình, bóng người lúc trước bái lại ngọn núi này, nhìn kỹ lại, nào phải là bóng người, chỉ là một pho tượng đá. Hơn nữa nhìn pho tượng đá này, đầu đội mũ ngọc, áo bào rộng thùng thình, thân phận lại dường như không phải là người bình thường. Chương 864, người một nhà đi cửa sau, 2. Trong lòng mặc niệm thông tin mà chỉ có người chuyển sinh mới nhìn thấy trên bức tranh kia, hắn hít sâu một hơi, đã đưa ra quyết định, đi vào trong tranh, liền không dài dòng nữa, bước nhanh về phía trước. Hiện giờ mình là thần hồn thoát xác nhập họa, vốn không có thân thể nặng nề, nhưng thế giới trong tranh này quá chân thật. Cũng giống như đang trải qua thực sự, từng bậc thang một lại đi rất vất vả, cũng như thể sức lực có hạn. Nhưng hắn nóng lòng, chỉ là bước nhanh, một bước ba bậc, rất nhanh rẽ qua một khúc cua, đột nhiên nghe thấy phía trước có gió tanh thổi đến, một tiếng hổ gầm rung trời truyền đến. Mở mắt ra nhìn, lại thấy là một con hổ răng nanh sắc nhọn sặc sỡ to như con trâu. Mộng, trừng mắt nhìn, rung lắc bộ lông hoa, há cái miệng đầy máu, đang bò dậy từ bên sườn núi, liếc mắt nhìn Hồ Ma, lập tức lao về phía hắn. Nếu là ở bên ngoài, Hồ Ma có bản lĩnh của thủ tuế nhân, lại chưa chắc sợ, nhưng hiện giờ người ở trong tranh, lại cũng chỉ giống như người bình thường. Đối mặt với con mãnh thú dường như còn cao lớn hơn mấy phần so với hổ mà mình từng thấy ở kiếp trước, hắn cũng cảm thấy toàn thân run lên. Sau đó, vẫn dũng cảm nghênh đón, trực tiếp trượt người. Không còn cách nào, trên mật ngữ nói như vậy. Thân thể thuận thế trượt qua dưới thân con hổ này, vươn nắm đấm, đấm vào hai quả chuông kia. Bảo. Con hổ kia lập tức nhảy qua người hắn, kẹp chặt hai chân sau, kêu thảm thiết chạy vào trong rừng. Hóa ra trượt người thật sự có tác dụng. Hồ Ma đều có chút kinh ngạc, nhìn nắm đấm của mình, ghét bỏ lắc lắc, lại vội vàng đi sâu vào trong núi, lại rất nhanh thuận theo bậc thang, đến sườn núi. Chỉ thấy nơi này địa thế hơi bằng phẳng, nhưng lại có một con sông lớn, chảy ngang qua, bên bờ sông sương mù dày đặc. Mơ hồ nhìn thấy trong sông có một con vật hung dữ khổng lồ, chìm nổi như khúc gỗ mục, ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi tiến đến gần bờ, dường như có vẻ muốn chọn người mà ăn. Bên trái là ba năm đứa trẻ đang nô đùa bên bờ. Bên phải là một bà lão đang cầm chày giã quần áo, đều không phát hiện ra thứ trong sông. Nhìn thấy con vật hung dữ trong sông kia đã đến gần những đứa trẻ đang nô đùa, e rằng lát nữa những đứa trẻ này sẽ chết dưới hàm răng của giao long. Mình nên làm gì?
khoảng cách còn xa, lại có thể nhặt đá ném ra, nhưng cứu được những đứa trẻ kia, bà lão liền sẽ mất mạng. Nên chọn như thế nào? Hồ Ma trong nháy mắt liền có đáp án, chạy như bay, vội vàng chạy đến bờ sông. Nhìn thấy con giao long trong sông kia, cũng tăng tốc độ, lao về phía ba năm đứa trẻ đang nô đùa bên bờ, Hồ Ma cũng càng lúc càng sốt ruột, chạy càng lúc càng nhanh. Cuối cùng nhìn thấy con giao long kia đã xông đến trước mặt những đứa trẻ đang nô đùa bên bờ, há cái miệng đầy máu. Hồ Ma cũng cuối cùng đã đến phía sau bà lão đang giã quần áo, sau đó, hắn dồn hết sức lực, một cước đá bà lão cũng xuống sông. Được rồi, lần này đều đủ cả, công bằng rồi. Nhìn con giao long kia hài lòng lặn xuống sông, bên bờ sạch sẽ, không còn ai, hắn hài lòng đi qua cầu. Lại đi về phía trước, đã mơ hồ nhìn thấy một cổng chào cao lớn, biết là quỷ môn quan thứ nhất đã đến, nhìn từ xa, chính là âm khí dày đặc. Bóng quỷ lởn vởn, sâu hơn nữa, còn có thể nhìn thấy ba cổng chào màu đen khác, cái sau cao lớn và hung ác hơn cái trước. Mà phía sau ba cổng chào này, lại là một đoạn bậc thang kỳ lạ, mây mù che phủ, dường như thỉnh thoảng có một số bóng dáng đáng sợ xuất hiện, không ngừng bò lên, lại ngã lăn xuống. Đây chính là tam quan thập nhị kiếp. Hồ Ma nhớ lại lời, nói trên bức tranh kia, hàng phục rồng hổ, để chứng minh dũng mãnh, lại vượt qua ba cửa ải 12 kiếp nạn, mới có thể leo núi vào động, nhìn thấy cái gọi là thiên đạo bí ẩn. Mà con hổ giữ ăn thịt người và giao long phía trước, chính là khảo nghiệm mà người chuyển sinh cũng không thể tránh khỏi. Thứ nhất là để khảo nghiệm, thân thể như người phàm, tay không tấc sắt, nhìn thấy hổ dữ, nên làm thế nào mới có thể hàng phục. Thứ hai là gặp phải năm đứa trẻ và một bà lão, nên lựa chọn như thế nào mới thể hiện sự công bằng. Đây là khảo nghiệm mà người chuyển sinh cũng không thể tránh khỏi. Đương nhiên đối với người chuyển sinh mà nói, khảo nghiệm này cũng rất đơn giản, một cú trượt người, cộng thêm một cước, liền trực tiếp giải quyết. Về phần tam quan thập nhị kiếp này, lại rõ ràng là hiểm trở, tam quan còn được xưng là tam đại quỷ môn quan. Có vấn tâm siêu hồn chi bí, mà thập nhị kiếp kia chính là 12 bậc thang lóc xương, cứ thế đi lên, giống như hình phạt lăng trì. Nói đến tra tấn người, vẫn phải là người chuyển sinh. Hồ Ma đều cảm thán, từng bước một đi đến trước quỷ môn quan kia, nhìn bên trong quỷ khí dâng trào. Bóng dáng cao lớn gần như bằng với cổng trào, ánh mắt u ám, xuyên qua quỷ vụ, giống như hai ngọn đèn lồng kỳ dị, lạnh lẽo nhìn vào mặt mình. Sau đó hắn liền ưỡn ngực, sải bước đến gần, rồi quay người, liền đến bên cạnh cổng trào, trước vách đá. Nơi này vách đá bình thường, không có gì khác, chỉ có hai ký hiệu tam giác kỳ lạ bên cạnh vách đá bằng phẳng, đứng cạnh nhau, một cái nhọn hướng lên trên, một cái nhọn hướng xuống dưới. Hồ Ma đương nhiên nhận ra, thứ này gọi là thang máy. Hắn đi đến trước vách đá, giơ ngón tay ấn vào, không thấy cửa vách đá mở ra, lại thấy trong quỷ môn quan kia, đột nhiên có một bàn tay quỷ màu xanh, đột nhiên đưa ra, trải phẳng ở trên mặt đất. Hồ Ma lập tức hiểu ra, từ từ nâng chân, đứng lên bàn tay quỷ, sau đó liền thấy bàn tay quỷ này, đột nhiên nâng mình lên, đưa lên cao. Xa xa nhìn thấy cửa động đen kịt kia, đã ở ngay trước mắt. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 865, chuẩn bị xong chưa? 1. Bàn tay khổng lồ màu xanh nâng Hồ Ma đến trước hang động, liền từ từ thu lại, biến mất vào trong mây mù giữa sườn núi. Đứng trước hang động nhìn xuống, chỉ thấy ba cửa ải cùng 12 bậc thang kia, mặc dù vẫn ảm đạm quỷ dị, nhưng đã ở dưới chân, mơ hồ cũng dường như có chút cảm giác đã vượt qua điều gì đó, cao hơn điều gì đó. Trong lòng Hồ Ma trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, mới từ từ đi về phía trước. Theo hang động màu đen trước mắt nuốt chửng thân hình của mình, trước mắt hắn cũng hơi tối sầm lại, lại sinh ra một cảm giác cực kỳ quỷ dị. Đây là, trong lòng Hồ Ma đều chấn động, đến linh miếu bản mệnh, mắt thích ứng với ánh sáng trong hang. Động, hắn mới cẩn thận đánh giá, liền thấy trong động này, lơ lửng những làn sương mù quái dị thưa thớt. Trước mặt đặt một hương án, trên án có một lư hương, bên trong đầy cho hương, nhưng đã không còn một nén hương nào. Mà phía sau hương án, lại là một pho tượng đất đá vỡ nát, đầu nghiêng ngồi đó, không có chút khí tức nào, rõ ràng chính là linh miếu bản mệnh của người chuyển sinh. Đặc biệt là, cảnh tượng này hoàn toàn giống với cảnh tượng mà mình nhìn thấy lần đầu tiên khi bước vào linh miếu bản mệnh.
Mỗi người chuyển sinh đều có linh miếu bản mệnh của riêng mình, nhưng hồ ma còn chưa có cơ hội nhìn thấy của người khác. Hiện giờ là lần đầu tiên, cảm giác trong lòng cực kỳ cổ quái. Sự hoang đường vừa rồi trên đường đi, cũng vào lúc này dần dần lắng xuống, hắn thở dài một hơi, chậm rãi đi về phía trước, cẩn thận đánh giá. Liền phát hiện trong miếu này, không có chút sức sống nào, ngay cả pho tượng kia, cũng như tượng đất thật sự, chỉ là ngồi im ở đó. Thậm chí nhìn kỹ, trên pho tượng này còn có những vết nứt và khe hở lớn, giống như vết thương của con người. Còn về dung mạo của pho tượng, cũng đã mờ nhạt không rõ, mơ hồ có thể nhìn ra là một nam nhân có đường nét ngũ quan mạnh mẽ. Có ai ở đây không? Hồ ma chỉ đi vào linh miếu bản mệnh hai bước, liền dừng lại trước, cẩn thận gọi một tiếng, âm thanh vang vọng trong miếu. Không ai đáp lại, xung quanh đều yên tĩnh như chết. Hồ ma chỉ là vì lịch sự và cẩn thận mới hỏi một tiếng, không thấy ai trả lời thì cũng không bất ngờ. Mà tiếp tục nhìn xung quanh, liền rất nhanh nhìn thấy một đoạn mệnh hương cực kỳ nhỏ bên cạnh lư hương. Khác với của mình, mệnh hương này lại ẩn ẩn có màu vàng, trên đó có những đường vân phức tạp dày đặc, cho dù phủ đầy cho bụi, cũng có chút ý nghĩa thần diệu, vừa đến gần, liền có cảm giác áp lực. Chỉ là, quá ngắn, quá tàn khuyết, như thể một người sắp chết. Hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn pho tượng phía sau hương án đang cúi đầu, không có chút sức sống nào, trong lòng liền dần dần hiểu ra, vươn tay cầm đoạn mệnh hương kia lên, sau đó lùi lại một bước. Trước tiên cung kính cúi chào pho tượng một cái, sau đó mới cắm đoạn mệnh hương không còn nhiều này vào trong lư hương. Phù, mệnh hương vừa cắm vào lư hương liền đột nhiên bốc lên một chút ánh sáng đỏ, làn khói lượn lờ, bay ra. Hồ ma cũng lập tức lùi lại hai bước, yên lặng quan sát sự thay đổi của pho tượng, trong lòng lại có một cảm giác vừa mong đợi, vừa có chút kính sợ theo bản năng. Dưới ánh mắt của hắn, ban đầu pho tượng không có gì thay đổi, chỉ là theo làn khói của mệnh hương bốc lên, dường như lớp vỏ đất trên pho tượng này cũng đang nhanh chóng nứt ra, bong chóc, sâu trong vết nứt lớn kia lại dường như đỏ lên, chảy ra, như thể biến thành vết thương thật sự. Qua một lúc lâu, vụn đất trên pho tượng đột nhiên rơi xuống, mà pho tượng như tượng đất tượng đá kia cũng đột nhiên run lên. Trong lồng ngực, dường như có âm thanh dòng khí cuộn trào, như thể phát ra một tiếng thở dài nặng nề và mệt mỏi. Cùng lúc đó, nó lại từ từ ngẩng đầu lên, cho bụi ở vị trí mắt rơi xuống, một đôi mắt cũng từ từ mở ra, một đôi mắt từ trên cao nhìn xuống, mang theo sự mờ mịt vô tận, nhìn xuống. Hồ ma đối diện với ánh mắt đó, trong lòng hơi kinh ngạc, lại có cảm giác như thần hồn bị chấn động vô hình, vội vàng lùi lại một bước, trực tiếp đứng ở cửa linh miếu bản mệnh. Cũng vào lúc này, bên trong pho tượng kia phát ra hơi thở chấn động ầm ầm, mơ hồ hình thành âm thanh, từng chút một thoát ra từ cổ họng hắn, cuối cùng cũng có người đến. Hả? Nghe thấy âm thanh này, hồ ma lại như thể bên cạnh có một cái chuông đồng khổng lồ đang gõ, ngay cả thân thể của mình cũng dường như bị chấn động đến mức hơi mờ ảo, gần như không đứng vững. Vào trong bức tranh này, thực chất trạng thái của mình chỉ là thần hồn, nhưng rất khó nhận ra, cho đến khi bị âm thanh này chấn động mới đột nhiên hiểu ra. Pho tượng này quá uy nghiêm, cho dù lúc nó vừa mới ngủ say, cũng cao lớn im lặng, mang đến cho người ta cảm giác áp lực cực lớn. Mà hiện giờ, hồ ma giúp thắp lên chút mệnh hương cuối cùng, pho tượng sống lại, trong chốc lát áp lực tỏa ra, lại khiến hồ ma hiện giờ đã nhập phủ. Cũng cảm thấy như người bình thường trực tiếp đối mặt với đường thượng khách, có một loại kiêng dè đến từ bản năng. Chương 866, chuẩn bị xong chưa? 2. Trong khi hồ ma đột nhiên nảy sinh ý đề phòng, liền thấy pho tượng kia vừa phát ra lời lẩm bẩm mờ mịt, mắt cũng đang nhanh chóng tập trung. Dần dần có thần thái hiện lên, như thể người vừa tỉnh dậy, cũng cần một chút thời gian để nhớ lại chuyện trước khi ngủ. Mà khi hắn phản ứng lại, đôi mắt trống rỗng, ảm đạm, toàn bộ mang theo một loại già nua héo úa, cũng vội vàng nhìn về phía hồ ma. Trong lồng ngực dường như có dòng khí cuộn trào, âm thanh mơ hồ vội vàng vang lên, cho nên hiện giờ tân hoàng đế đã được chọn ra chưa? Hả? Hồ ma vạn vạn không ngờ, chuyện đầu tiên pho tượng này làm sau khi mở mắt lại là hỏi điều này. Mình đến đây, vốn là có một bụng nghi vấn muốn hỏi, lại không ngờ trước tiên lại gặp phải vấn đề này. Nhưng cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm của pho tượng này, liền vẫn dừng một chút, nuốt xuống những nghi vấn trong lòng, trước tiên trả lời ông ta. Bình tĩnh lại một chút, mới nhìn pho tượng, từ từ nói, chưa.
thế giới này đã 20 năm, không xuất hiện người ngồi trên ngai vàng nữa. 2. 20 năm. Pho tượng dường như vừa mới tỉnh dậy, phản ứng chậm chạp, trong giọng nói cũng có sự mệt mỏi và mờ mịt vô tận, mới 20 năm. Ông ta vừa nhỏ giọng nói, vừa cố gắng di chuyển mắt, cho bụi trên người, bong chóc càng nhiều hơn từ từ. Mắt tìm đến vị trí của hồ ma, nhưng lại mất rất nhiều sức, mới cuối cùng trong mắt hiện lên một chút thần thái, từ từ tập, trung vào khuôn mặt của hồ ma, khó khăn mở miệng, ngươi, là người chuyển sinh phải không? Ủ. Hồ ma trầm ngâm, nghĩ đến mình vốn là đi cửa sau vào, không cần che giấu, liền từ từ gật đầu, nói, phải, lần này đến đây, cũng chính là vì muốn gặp đồng hương, xem tiền bối. Tốt, tốt. Vốn dĩ người chuyển sinh gặp nhau, khách sáo một chút là chuyện nên làm, trong lòng cũng đang suy nghĩ thân phận của pho tượng này và làm thế nào để hỏi ra được mấy vấn đề mà mình quan tâm nhất. Nhưng không ngờ, pho tượng này lại không tiếp tục chủ đề này, chỉ là ánh mắt có chút mong đợi nhìn hồ ma. Giọng nói cũng dần dần trở nên trôi chảy, dù sao, đã là người chuyển sinh đến đây trước, liền nói rõ, liền nói rõ. Việc lựa chọn tân hoàng đế đã bắt đầu, tại sao ông ta lại hỏi như vậy? Trong lòng của hồ ma trong lòng, càng thêm một phần nghi hoặc, nhưng đối diện với ánh mắt quan tâm của pho tượng kia, liền vẫn gật đầu, vừa quan sát biểu cảm của ông ta, vừa từ từ nói, có dấu hiệu rồi. Hiện giờ các thế gia đều đang đặt cược, chính là hào sĩ trong dân gian, cũng đều đang ngo ngoe động, ai là thật sự có mệnh đế vương thì không biết. Nhưng người có lòng đế vương lại không ít, có lẽ thật sự muốn chọn ra một vị hoàng đế, cũng chỉ là chuyện trong vài năm ngắn ngủi. Tốt, tốt. Pho tượng kia lại đang dùng sức gật đầu, nhìn thì, trong biểu cảm của ông ta, dường như có chút mong đợi, từ từ nhìn về phía hồ ma, quan tâm hỏi, vậy các ngươi, người chuyển sinh thế hệ các ngươi, chuẩn bị như thế nào rồi? Đang vừa trả lời, vừa chú ý đến hắn, hồ ma nghe thấy câu hỏi này, lại không khỏi sững sờ, chuẩn bị gì, chuẩn bị gì? Không chỉ hồ ma bị câu nói của pho tượng này làm cho ngây người, pho tượng vừa mới tỉnh lại này, cũng rõ ràng bị câu hỏi này của hồ ma làm cho ngây người. Rõ ràng nhìn thấy ông ta phản ứng một lúc lâu, trong mắt đều hiện lên ánh sáng, dường như hương trong lư hương kia. Cũng cháy nhanh hơn một chút, mới mang theo giọng điệu có chút sốt ruột, nói, đương nhiên là chuẩn bị tranh đoạt thiên mệnh, đồ sát thái tuế. Chúng ta lúc đó, quá đột ngột, không kịp chuẩn bị, chỉ có thể thua trận này, chỉ để tranh thủ cho các ngươi. Cho các ngươi thêm một chút thời gian, nhưng đã có 20 năm này, chẳng lẽ còn chưa đủ để các ngươi liên kết lại, bàn bạc ra đối sách sao? Nếu có người nguyện ý làm hoàng đế, vậy thì tốt nhất, nhưng sự hy sinh này thực sự quá lớn, người chuyển sinh không muốn ngồi lên vị trí này, cũng đều có thể hiểu được, chỉ là, cho dù không có ai nguyện ý đích thân làm, thời gian dài như vậy trôi qua, các ngươi cũng nên chọn ra một số ứng cử viên thích hợp chứ. Tranh đoạt thiên mệnh, đồ sát thái tuế. Hồ ma nghe ông ta nói liên tục, đầu óc đều có chút hồ đồ, những chuyện mình vừa muốn hỏi đều quên sạch, chỉ là trong lòng đầy kỳ quái, hắn còn nhớ, những lời này dường như đã nghe từ miệng Sơn Quân, nhưng vạn vạn không ngờ, đối phương lại nói ra như vậy. Ông ta hỏi một cách đương nhiên, như thể ông ta cho rằng, mình vừa nghe, liền nên hiểu lời ông ta nói. Trận chiến mà ông ta nói, chính là chỉ trận đấu Pháp Đại Tế Thượng Kinh năm đó sao? Đây là để tranh thủ thời gian cho chúng ta. Nói giúp chúng ta tranh thủ 20 năm, chính là 20 năm không có hoàng đế này. Hắn cảm thấy cuộc đối thoại giữa hai bên, ngay từ đầu đã có chút không ăn khớp, hai bên đều có điều quan tâm, nhưng lại như thể thiếu một mảnh ghép. Trong lòng cũng đang nhanh chóng suy nghĩ, hắn thở dài một hơi, từ từ nói, xem ra, ngươi quả thực cũng là tiền bối trong người chuyển sinh, nhưng sao lại biến thành bộ dạng này? Ta còn chưa biết nên xưng hô với ngươi như thế nào, ngoài ra, chuyện ngươi vừa nói. Ta thậm chí còn không biết là có ý gì. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 867, Tranh giành Hoàng đế, 1. Không biết là có ý gì, hồ ma nhận ra sự lo lắng của pho tượng, hay nói cách khác, vị tiền bối người chuyển sinh này. Cũng mơ hồ nhận ra, hiện giờ mình và ông ta đang nói về một chuyện cực kỳ quan trọng, liền thành thật nói ra. Lại không ngờ, pho tượng này nghe thấy lời của mình, lại cả người run rẩy, cho bụi trên người ông ta,
vẫn chưa bong chóc hết. Phản ứng kịch liệt như vậy, càng là lập tức nứt ra những vết nứt như mạng nhện, lại còn có máu tươi chảy ra từ những vết nứt. 20 năm rồi, 20 năm, lại không làm gì cả sao? Trên người ông ta, Hồ Ma lại nhìn thấy bộ dạng của một người sắp chết, cảm xúc kích động, trong giọng nói tràn đầy sự không hiểu, lại có chút nghi hoặc vô tận, nhưng không nên như vậy. Từ lúc ta chìm vào giấc ngủ, liền đợi để tỉnh lại nghe tin tức của các ngươi, đợi cuộc đối thoại này, nhưng ngươi hoàn toàn khác với những gì ta tưởng tượng. Ngươi nếu ngay cả ta đang nói gì cũng không biết, vậy ngươi lại đến đây bằng cách nào? Ù. Nghe lời của ông ta tràn đầy nghi vấn và không hiểu, Hồ Ma cũng thở dài một hơi, quyết định thành thật nói ra, nhỏ giọng nói, ta đi vào thông qua một bức tranh. Môn đồ của Bất Thực Ngưu đưa cho ta, bên trong có ba cửa ải cùng thập nhị kiếp, ta dựa vào mật ngữ do người chuyển sinh để lại, đi vào nơi này. Ta vốn chỉ là muốn gặp tiền bối, cũng muốn nhân tiện hỏi mấy câu hỏi, nhưng dường như tiền bối, câu hỏi của ngươi hình như còn nhiều hơn ta. Một bức tranh. Pho tượng kích động kia bị lời nói của Hồ Ma kéo về thực tại, hơi bình tĩnh lại, cố gắng suy nghĩ, đúng rồi, đó là do sư huynh để lại, hắn để ta trốn ở đây đợi. Hồ Ma nghe thấy không khỏi hơi sững sờ, sư huynh, đó là lão phu. Pho tượng kia từ từ mở miệng, vừa muốn nói, lại chậm lại, thở dài một hơi, nói, ở thế giới này quá lâu. Ngay cả ta nói chuyện, cũng biến thành dáng vẻ của bọn họ, không có lão phu gì cả, chỉ có ta. Ta có danh hiệu là Đại Hồng Bào, 60 năm trước chuyển sinh đến thế giới này. Không đúng, nếu ta đã ngủ say 20 năm, vậy thì lúc ta chuyển sinh đến đây, đã là 80 năm trước rồi, bức tranh mà ngươi nói là do sư huynh của ta sáng lập Bất Thực Ngưu lúc đó, để lại. Ồ, có lẽ nên nói danh hiệu của hắn với ngươi, danh hiệu của hắn là Lão Quân Mì. Sư huynh của ngươi sáng lập Bất Thực Ngưu, Hồ Ma hơi kinh ngạc, cho nên, sư huynh của ngươi chính là Đại. Đại Hiền Lương Sư đã để lại môn đồ Bất Thực Ngưu. Đại Hiền Lương Sư. Pho tượng kia nghe thấy cái tên này, trong lúc lo lắng như vậy, lại khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên, cười khẽ, đã là người chuyển sinh, còn nói gì đến Đại Hiền Lương Sư. Cái gọi là Đại Hiền Lương Sư, bất quá là danh hiệu mà chúng ta mượn sau khi quyết định làm chuyện kia. Bất kỳ ai cũng có thể tự xưng là Đại Hiền Lương Sư, đương nhiên, Lão Quân Mi quả thực đã chết ở Thượng Kinh với danh hiệu này. Đương nhiên, chúng ta cũng không khá hơn, 7 người, tuy rằng đã đạt được mục đích, nhưng cũng chết thì chết, bị thương thì bị thương. Ta cũng là thân thể cùng thất phách bị hủy, tam hồn bị chia cắt, hiện giờ cũng chỉ là một chút nhân quả hồn lưu lại nơi này, chỉ để có thể nói chuyện với các ngươi mà thôi. Danh hiệu mượn, đều có thể tự xưng là Đại Hiền Lương Sư. Hồ Ma nghe ông ta nói như vậy, trong lòng lại khẽ động, có lẽ trong giới người chuyển sinh, chỉ câu nói này liền đã là một bí mật động trời rồi. Ngươi, cũng khi hắn đang suy nghĩ, pho tượng kia dường như lại đột nhiên nghĩ đến điều gì, có chút lo lắng nhìn về phía hắn, nhỏ giọng nói, ngươi đã có thể đến đây, hẳn là, chính là người có bản lĩnh lớn nhất trong người chuyển sinh thế hệ này chứ. Cái gì? Hồ Ma nghe thấy lời này không khỏi sững sờ, lắc đầu nói, bản lĩnh ta có học một chút. Nhưng còn cách trình độ mà ngươi nói, còn có một chút khoảng cách. Pho tượng dường như có chút lo lắng, nói, đã lĩnh ngộ được chân lý về quy hương chưa? Hồ Ma sững sờ, nói, chưa. Vậy, pho tượng nói, dĩ nhất địch quốc chi thuật, đã tu thành rồi chứ? Bách vạn âm binh, đã luyện xong chưa? Hồ Ma nhất thời, cảm thấy chủ đề này hình như không thích hợp với mình lắm, từ từ nói, ít nhất đối với ta mà nói, những chuyện này vẫn rất khó tưởng tượng. Vậy, pho tượng rõ ràng có chút sốt ruột, nói, những người khác thì sao? Hẳn là có người luyện xong rồi chứ? Có lẽ có. Hồ Ma vừa suy nghĩ, vừa từ từ nói, nhưng ta không biết, liên hệ giữa người chuyển sinh, không nhiều lắm. Liên hệ không nhiều lắm. Chỉ là trả lời thật, nhưng những lời này của Hồ Ma lại rõ ràng khiến pho tượng này, hay nói cách khác là Đại Hồng Bào có chút hồ đồ. Qua thật lâu, ông ta mới nhỏ giọng nói, cái này cũng không có, cái kia cũng không có, vậy 20 năm qua, các ngươi đang làm gì? Chương 868, tranh giành hoàng đế, 2. Đối với câu hỏi này, Hồ Ma lại có chút không biết nên trả lời như thế nào. Qua một lúc lâu, mới từ từ nói, có người đang sống ẩn dật, sống cuộc sống bình thường, có người đang chơi trò chơi nuôi dưỡng,
có người đang gây họa khắp nơi. Có người đã ở thế giới này gần 30 năm, vẫn đang xoắn xuýt vấn đề thế giới này là thật hay giả. Đương nhiên, cũng không phải là không có người cấp tiến, bọn họ không chỉ ảnh hưởng đến giang hồ của một châu, biến mình thành giang hồ đại lão, thậm chí còn to gan, chủ động tiếp xúc với những đường quan kia, hiện giờ, sắp leo lên vị trí tiểu đường quan rồi. Cái pho tượng kia nghe hắn nói, đều rõ ràng có chút ngây người, qua thật lâu mới run giọng nói, vị trí tiểu đường quan mà ngay cả chó cũng không thèm. Còn cần phải leo lên. Hồ Ma nhất thời có chút không biết nên trả lời như thế nào, lại là pho tượng này, tự mình kích động trước. Giọng nói đột nhiên càng lúc càng cao, như thể đang run rẩy. Vậy nghĩa là, 20 năm qua, các ngươi đều không làm gì cả sao? Vậy các ngươi bây giờ, có gì khác với chúng ta 20 năm trước? Không đúng, 20 năm trước chúng ta không ai thèm để ý đến vị trí tiểu đường quan. Nếu cứ nói chuyện như vậy, thì có chút xấu hổ. Hồ Ma đều nhất thời không biết nên nói gì, trong lòng suy nghĩ, cũng muốn vớt vát chút tôn nghiêm, liền thăm dò nói, thực ra, cũng là không còn cách nào, có 10 họ đè ép ở trên, mọi người lại đều đề phòng cuộc đại thanh trừng lần thứ hai, ai dám làm chuyện gì nổi bật. Ít nhất cũng phải làm rõ nguyên nhân của cuộc đại thanh trừng lần trước, nhưng rốt cục lại không biết, cho nên cũng chỉ có thể. Vừa nói, trong lòng lại đột nhiên khẽ động. Đã gặp được người đời trước, nếu có thể hỏi ra được, nguyên nhân của cuộc đại thanh trừng đời trước là gì, cũng là thông tin cực kỳ có giá trị. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, pho tượng kia đã run rẩy tiếp lời, cái gì? 10 họ, các ngươi còn chưa diệt trừ 10 họ sao? Chết tiệt! Hồ Ma đều nhất thời có chút phấn chấn, muốn hỏi vị đại ca này, ngươi là có ý gì? Hỏng rồi, tất cả tính toán đều thất bại, tất cả kế hoạch cũng đều rối tung lên rồi. Nhưng pho tượng kia đã không nói chuyện với hắn, trong giọng nói xuất hiện sự hối hận vô tận, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, thật sự là số trời đã định, từ nơi sâu xa chúng ta đã định sẵn sẽ thua, nếu không rõ ràng lúc trước đã cùng nhau lên kế hoạch, sao lại đột nhiên rối loạn thành như bây giờ? Các ngươi sao lại như thể cái gì cũng không biết, chẳng lẽ lúc trước tất cả những người biết chuyện đều bị giết hết sao? Cũng không đúng, đã là bất thực ngưu còn tồn tại, các ngươi sao lại cái gì cũng không biết, quả thực là đã xảy ra vấn đề. Cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ của pho tượng, Hồ Ma cũng đã thu lại suy nghĩ kỳ quái. Hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của pho tượng, biết trong lòng của ông ta rất rối loạn, trong lòng mình cũng có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại đồng thời nhìn thấy. Mệnh hương trong lư hương kia, vốn dĩ đã không còn nhiều, hiện giờ cũng đang nhanh chóng cháy, liền chỉ có thể tập trung tinh thần, trầm giọng nói, tiền bối. Có lẽ, hiện giờ không phải là lúc nói những chuyện này, ta cũng là do cơ duyên trùng hợp, mới đến đây, đồng dạng cũng có một số vấn đề quan trọng muốn thỉnh giáo. Các ngươi, chính là người chuyển sinh đời đầu tiên sao? Thế hệ người chuyển sinh của các ngươi lại gặp phải chuyện gì, tại sao lại dẫn đến cuộc đại thanh trừng của cư dân bản địa? Người chuyển sinh nếu đủ cẩn thận, sao lại bị cư dân bản địa phát hiện? Pho tượng kia lại cười khổ, chúng ta đương nhiên không phải là đời đầu tiên, bởi vì chúng ta cũng là do người khác đánh thức. Nói ra thì, chúng ta chỉ là thế hệ xui xẻo nhất, là chúng ta đã phát hiện ra bí mật của Thái Tuế, cũng cuối cùng đã hiểu rõ trách nhiệm của người chuyển sinh đến thế giới này. Chỉ là, trước đó, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, lúc phát hiện ra bí mật này, đã quá muộn. Cho dù lột ra tên kia, cũng đã vô dụng, tân hoàng đế vẫn sẽ xuất hiện, vẫn sẽ hoàn thành giao dịch kia. Cho nên chúng ta mới dốc hết sức lực, cố gắng tranh thủ thêm một chút thời gian cho các ngươi. Thế giới này, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện hoàng đế, khoảnh khắc hoàng đế xuất hiện, chính là lúc tai họa giáng xuống. Chỉ có một cách, đó chính là để hoàng đế này trở thành người của chúng ta, điều này có lẽ còn có chút hy vọng. Nhưng hiện giờ đã 20 năm trôi qua, các ngươi lại không có chút chuẩn bị nào, vậy làm sao có thể tranh giành được với những người kia? Bọn họ lột ra hoàng đế là để ngăn cản một giao dịch. Bọn họ đã từng làm một số chuyện, chỉ để dành thời gian cho chúng ta, nhưng kết quả người chuyển sinh thế hệ chúng ta, thậm chí còn không biết những chuyện này. Hồ Ma nghe thấy, nỗi lòng đã có chút chập trùng, chỉ cảm thấy vô số thông tin đều tràn vào trong đầu, thậm chí nhất thời không thể phản ứng kịp. Chỉ có thể gắng nhớ những lời vị người chuyển sinh này nói, sau khi rời đi, lại từ từ phân tích tiêu hóa. Trách nhiệm của người chuyển sinh mà ngươi nói là gì? Tai họa khi hoàng đế xuất hiện là gì?
Hắn biết đã đến lúc quan trọng, mỗi câu hỏi đều cực kỳ quan trọng, mà mình thì cần phải hỏi ra những vấn đề cấp bách nhất muốn biết, cũng như lúc trước, các ngươi bị phát hiện như thế nào? Các bạn đang nghe chuyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 869, thông tin cuối cùng, 1. Thời gian cấp bách cũng chỉ có thể hỏi những câu hỏi này. Vốn dĩ người chuyển sinh gặp mặt đều phải chào hỏi xã giao một chút, giới thiệu bản thân, báo cáo lai lịch và mục đích, có lúc còn phải thăm dò lẫn nhau một chút, xem xét thực lực của đối phương, sau đó mới cân nhắc có nên trao đổi thông tin hay hợp tác làm một vụ hay không. Nhưng hiện giờ, lại không kịp nữa, hồ ma lớn tiếng hỏi, chỉ muốn có được nhiều đáp án hơn trước khi mệnh hương của đối phương cháy hết. Mà hiện giờ hắn có thể nghĩ đến, đối với người chuyển sinh mà nói quan trọng nhất, cũng chính là mấy bí mật này. Vì vậy thậm chí không hỏi xem có thể nhìn ra được một số vấn đề trên người mình hay không. Mà hắn vừa lớn tiếng, lại cũng nhắc nhở pho tượng này, pho tượng hiện giờ, hay nói cách khác, người chuyển sinh có danh hiệu Đại Hồng Bào, dường như bị tình huống hiện tại đả kích đến mức có chút nặng nề. Có lẽ chính là loại cảm giác sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện hắn vì thê tử mà bị lưu manh đâm ba nhát. Bây giờ nàng đã tái giá, nhi tử biến thành côn đồ, nhi nữ làm mại dâm mà còn tự vui vẻ. Cảm xúc kích động, ngay cả mệnh mương cũng cháy nhanh hơn bình thường, nhưng lời nói của hồ ma lại cũng đột nhiên khiến ông ta ý thức được thời gian cấp bách. Cho dù bị đả kích nặng nề hơn nữa, cũng đã vô dụng, hiện giờ chỉ có thể nhân lúc thời gian cuối cùng để lại thông tin hữu ích nhất. Trong lồng ngực của pho tượng lại có khí lưu ngột ngạt xen lẫn âm thanh, như thể ông ta đang cố gắng hít thở để bản thân bình tĩnh lại. Đương nhiên chỉ là một động tác theo thói quen, hiện giờ ông ta đang ở giữa ranh giới sống chết, không có khả năng hít thở. Nhưng ông ta ép buộc bản thân bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ về câu hỏi của hồ ma, giọng nói lại cũng rõ ràng có chút không chịu nổi. Mà ông ta ép buộc bản thân bình tĩnh lại, câu đầu tiên nói ra chính là, ngươi không thể hỏi một câu mà ta có thể trả lời bằng ngôn ngữ đơn giản sao? Ngay sau đó là câu thứ hai, đám khốn kiếp chó má kia, dùng thạch đà cân trọng lượng của thiên hạ này, chuẩn bị đóng gói bán đi rồi. Mà người chuyển sinh chúng ta, người chuyển sinh chính là tâm ma của Thái Tuế, chỉ có chúng ta mới có thể ngăn cản nó. Cho nên Trấn Túy Phủ của Hồ Gia, cũng chính là vì phát hiện ra điểm này, mới dẫn đầu bàn bạc ra kế hoạch đối phó với chúng ta trong thạch đình, nhưng bọn họ không hiểu, nếu ngay cả chúng ta cũng chết tiệt. Ông ta cũng cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều, sốt ruột muốn để lại đáp án, nhưng nói được một nửa. Lại đột nhiên kinh ngạc mắng một tiếng, sự thay đổi đột ngột, ngay cả hồ ma cũng sững sờ, có chút không phản ứng kịp. Ngay sau đó liền cảm nhận được trong mắt pho tượng kia, lại dường như đang thiêu đốt chút sức lực cuối cùng, như thể chút đạo hạnh còn sót lại, đều vào lúc này bộc phát ra, to gan. Lớn tiếng quát, sắc mặt hung dữ, ngay cả hồ ma cũng nhất thời chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy. Cảm giác này giống như khi cô hồn dã quỷ gặp phải uy nghiêm của đường thượng khách, đối phương chỉ cần ánh mắt hung dữ một chút, mình liền hồn phi phách tán. Mà pho tượng này lại không chỉ là quát mắng mà thôi. Ngay khi ông ta cố gắng để lại thông tin quan trọng nhất, hồ ma cũng tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe. Bất kể là ông ta hay là hồ ma lại đều không nhận ra, ngay trên vai hồ ma đang có một cái cổ giống như rắn, từ từ thò ra. Nó cũng có một khuôn mặt giống hồ ma, chỉ là dáng vẻ tà ác khó tả. Như thể đang chăm chú lắng nghe, hoặc là quá quan tâm, mới chui ra từ trong cơ thể hồ ma, lắng nghe cực kỳ nghiêm túc. Cảnh tượng kỳ lạ này, không chỉ khiến pho tượng giật mình, hồ ma liếc mắt nhìn thấy, cũng lập tức giật mình, thứ quỷ quái gì đây? Cuộc đối thoại vừa rồi nó đều nghe thấy sao? Trong lòng đang vội vàng suy nghĩ, liền nhìn thấy pho tượng trong tiếng gầm giận dữ, lại đột nhiên đứng thẳng người, bàn tay khổng lồ ầm ầm giơ lên, gần như che khuất bầu trời, hung hăng đập xuống hồ ma. Ông ta rõ ràng đã nhận định hồ ma cũng có hiểm nghi, lại nảy sinh ý định trực tiếp đập chết hồ ma bằng một cái tát. Mà đối diện với khuôn mặt hung ác điên cuồng của ông ta, hồ ma đều ngây người tại chỗ. Đối mặt với sát khí cấp bậc này, hắn không có chút khả năng chống cự nào, nhưng thần hồn lại tự sinh cảm ứng. Đột nhiên âm phong tứ phía, cuồn cuộn tiến lên, lại là chỗ tốt do thực khí nhập môn mang đến, theo bản năng chống lại cái tát này. Chỉ là so sánh hai bên, chênh lệch thực sự quá xa,
Dư uy của cái tát này liền có thể đánh tan chút âm phong không đáng kể trên người hồ ma. Nhưng không ngờ, pho tượng kia cảm nhận được chút âm phong này, lại cũng đột nhiên trong lòng giật mình, lúc ra tay, đã chậm mấy phần. Vút, con rắn có ngũ quan của hồ ma kia, vừa thấy pho tượng gầm lên, lập tức vèo một tiếng, trốn vào trong cơ thể hồ ma. Hiện giờ hồ ma vốn là tồn tại dưới dạng thần hồn, tự cảm ứng nhạy bén, nhưng nó vừa trốn vào, lại ngay cả nó trốn đến chỗ nào cũng không biết. Nhưng cũng ngay lúc này, pho tượng kia tát tới, lại cũng tạm thời thay đổi chủ ý, đột nhiên biến tát thành nắm. Bàn tay trực tiếp nắm lấy cánh tay của hồ ma, ngay sau đó, hồ ma chỉ cảm thấy cánh tay này nóng rát, như thể bị dây thép nung đỏ quấn lấy. Chương 870, thông tin cuối cùng, 2. Quan trọng nhất là, bên trong cánh tay này, rõ ràng có thứ gì đó, tả xung hữu đột, dường như muốn chạy ra ngoài. Đại uy thiên công tướng quân ấn. Pho tượng thu tay lại, nhưng trên cánh tay của hồ ma lại đã để lại một dấu tay màu đen to lớn, chỉ nhìn thấy trên mặt pho tượng kia. Lại dường như lộ ra ánh mắt vô cùng sợ hãi, nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và ngạc nhiên, giọng nói đều có chút run rẩy, ngươi không phải đã chết sao? Chết! Trong lòng hồ ma đều giật mình, đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ ông ta nhìn ra được mình là sống lại từ người chết? Nhưng ngay sau đó, pho tượng kia nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt hồ ma, cũng lập tức sửa lời, trầm giọng nói, ta hiểu rồi, ngươi thật sự đã giải quyết vấn đề đó, vậy còn có cơ hội. Còn chưa đợi hồ ma phản ứng lại, ông ta liền đã cố gắng tiến đến gần hồ ma, trầm giọng nói, thần hồn của ngươi bị người ta động tay động chân. Ta đã giúp ngươi phong ấn vào trong cánh tay, nó đã nghe thấy cuộc đối thoại của chúng ta, nhất định không được để nó chạy thoát. Yếu điểm của thiên công tướng quân ấn là phản phệ quá mạnh, cần phải dùng thân phận quan lại để trấn áp. Không có thân phận quan lại thì phải đi tìm thứ có thể tăng thêm trọng lượng số mệnh của bản thân mới có thể tu thành. Hai câu nói liên tiếp đều quá đột ngột, lại đột nhiên nhắc đến công pháp, hồ ma nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là trong lòng đập thình thịch. Đi đánh thức Thạch Mã, lấy ra thứ chúng ta để lại trong Bất Thực Ngưu với thân phận đại hiền lương sư. Đi tập hợp tất cả người chuyển sinh, người đăng cơ nhất định phải là người của chúng ta, có lẽ còn có một tia hy vọng. Ta biết ngươi còn nghi vấn, nhưng hãy đi tìm Thiết Quan Âm. Nàng là người cuối cùng giúp chúng ta canh giữ, tất cả bí mật, tất cả kế hoạch của chúng ta lúc trước đều có thể đi hỏi nàng. Nếu mà pho tượng này trải qua một lần nổi giận ra tay, cũng rõ ràng sức lực sắp cạn kiệt, mệnh hương kia thậm chí đã gần như không nhìn thấy nữa, chỉ còn lại một làn khói lượn lờ bay lên, quấn quanh khuôn mặt hắn, cũng nghe thấy tất cả sức lực của hắn đều hóa thành câu nói cuối cùng, nếu những tên kia không nghe lời ngươi, liền nói cho bọn họ. Đừng có con mẹ nó phung phí nữa, quê nhà đã bị trộm rồi. Âm âm một tiếng, khói lửa tan đi, pho tượng khổng lồ kia, cánh tay đưa ra, còn chưa kịp thu lại, liền đã vô lực rủ xuống. Thân thể của ông ta cũng từ tư thế cúi đầu ngồi lúc đầu, biến thành trạng thái nửa nằm sấp. Làn khói cuối cùng tan hết, bên trong linh miếu bản mệnh cũng trở nên yên tĩnh khác thường, chỉ có bụi bặm từ từ rơi xuống. Hồ ma ngơ ngác đứng tại chỗ, lại nhất thời không biết tại sao sắc mặt ông ta cuối cùng lại thay đổi lớn như vậy. Càng là có chút không hiểu ý nghĩa của câu nói cuối cùng mình đã chết mà ông ta nói, thậm chí không chắc chắn hai câu nói đó là nói với ai. Chỉ cảm thấy sau khi ông ta nói xong hai câu đó, thần sắc như thể xuất hiện sự thay đổi vi diệu, lập tức giao phó cho mình một số bí mật. Nhưng càng nghĩ theo hướng đó, liền càng cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy cảm giác nóng rát ở cánh tay trái vẫn còn, như thể có thứ gì đó đang muốn chui ra ngoài. Hắn cúi đầu nhìn, liền nhìn thấy dưới làn da chỗ đó, như thể có một khuôn mặt nhô lên, lo lắng sợ hãi, dường như đang sốt ruột muốn chui ra khỏi cơ thể mình, chạy trốn. Chỉ là dấu vết màu đen kia đã khống chế nó, mà nó cũng dường như nhận ra ánh mắt của mình, đột nhiên rụt, trở về, biến mất không thấy, chỉ là hồ ma có thể cảm nhận được, nó vẫn ở trên cánh tay trái này. Có lẽ đây chính là tai họa mà người của Mạnh gia giấu trong cơ thể mình. Nhưng hồ ma thậm chí còn có chút không để ý đến nó, trong lòng chỉ nghĩ đến mấy câu thông tin cuối cùng mà người có danh hiệu là Đại Hồng Bào này để lại cho mình, tập hợp tất cả người chuyển sinh. Tìm kiếm Thích Quan Âm, đây cũng là danh hiệu của một người chuyển sinh. Câu cuối cùng, quê nhà đã bị trộm rồi, đây lại là lời kỳ quái gì?
Hắn lặng lẽ đứng trong linh miếu bản mệnh đổ nát này, nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc như thể đã bị thông tin lấp đầy. Đang mơ hồ, lại đột nhiên cảm thấy trên đầu lạnh lẽo, lập tức dùng mình một cái, trong lòng giật mình, đột nhiên mở mắt ra, liền phát hiện mình hiện giờ đang ngồi trước tranh. Linh miếu bản mệnh, cuộc đối thoại vừa rồi đều như một giấc mơ, mà giấc mơ này đột nhiên tỉnh lại, chính là vì toàn thân trên dưới đều ướt sũng. Tiểu Hồng Đường bưng một cái chậu, đứng cách đó không xa, thò đầu ra cẩn thận đánh giá mình. Ngươi, Hồ Ma đều lắp bắp, lau nước trên mặt, nói, ngươi tạt nước vào ta làm gì? Cháy. Tiểu Hồng Đường chỉ vào cánh tay trái của Hồ Ma, ngây người nói, cháy rồi. À. Hồ Ma lập tức quay đầu nhìn, liền thấy cánh tay trái của mình, ống tay áo đã bị cháy mất, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một dấu vết mơ hồ hình thành năm ngón tay khổng lồ, in sâu trên da mình, chính là nơi mà pho tượng kia vừa nắm. Thân hồn bị ảnh hưởng, liền cũng tác động đến thân thể của mình, thậm chí ngay cả quần áo cũng bị cháy. Hồ Ma hít sâu một hơi, không thể trách Tiểu Hồng Đường, nàng thấy mình bị bốc lửa, tạt chậu nước xuống, là rất hợp lý. Các bạn vừa nghe xong tập 87 của bộ truyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.